Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Anh em nào còn nhớ là mình đã triệu hồi được và cả thuần phục được rất là nhiều thú cưỡi cũng như là thú nuôi ở trong làng Mèo Pèo bạn ạ. À, bên này có con bò này, xong rồi hình như là ở đây có con đà điểu này đấy. Ở phía bên này có con khủng long đó. Xong trong cái chuồng này hình như là có cả con cua phải con cua bạn ạ. À. Ôi, xong bây giờ bên này đây, ủa sao tự nhiên có con này đâu ra đây? Ở chấm. Ồ. Oh. Tự nhiên có con dã nhân nó canh gác hộ cho mình cái nông trại bạn ạ. Ơ ảo thật đấy. Ê, mình đâu có thuê con dã nhân này canh gác đâu ta. Ơ hay thật các bạn ạ, chết tôi rồi. Nhận ra là mình đâu còn có kiếm đâu. Mẹ béo không còn kiếm bạn ạ. Nhưng mà không có kiếm cũng đánh bài này. Đi được khá chơi. Ok bạn ơi, đó ở đây là có thêm con gì à? Con có bắc cực này, xong con khỉ này, xong rồi con đan go này đấy. Thật ra mình còn có cả nhiều con khác cơ. Đây con gà đỏ, con gà đỏ còn có 2 máu hỏi chấm luôn á, nó gần hẹo rồi bạn ạ. À, chết tớ mà. Ơi con gà đỏ hình như mình tháo yên rồi các bạn ạ. À, chắc lát nữa phải đi lấy thêm cái yên thú cưỡi bạn ơi. Đó, xong rồi là ở đây là có con gì không ta? À đấy, con panda, con chim sẻ để đợt trước mình có triệu hồi rồi nhưng mà nó lại bị kiểu như là nó bị bay màu rồi các bạn ạ. À, ở ăn đó, đói quá các bạn ơi. Ok thì hôm nay mình nên tính là làm một cái chuồng dành cho các thú cưỡi bạn ạ. À, một cái chuồng riêng luôn bạn ơi. Mình không biết nên xây ở đâu nhỉ? Mình đang tính là nên xây chỗ này. Đây, xây ở chỗ hai cây này đó. Là một cái chuồng dành riêng cho thú cưỡi. À, anh em ạ, à, nếu mà xây ở sát lava này chắc là tôi phải xây bằng đá nhỉ? Chứ xây bằng gỗ có khi là cháy hết bạn ơi. Ôi, thang máy này. Ồ, thang máy xuống đây. Xuống đây bạn ơi. Ok, đang xuống các bạn ạ. Rồi, đặt lại đá điện này. Ok, thì tập này chắc là mình nghĩ mình sẽ làm một cái chuồng dành cho thú cưỡi bạn nhá. Đấy, để tập trung lại hết thú cưỡi chia ô luôn. Mà cho nó hơi bé không ta? Ờ, mình có tổng cộng ở đây có sẵn là có 3 con này, 4 con này, bên kia đây 5 con, 6 con. Bên kia thêm bỏ con bò đi thì tính con đà điểu là 7 con. Ui, 7 con mà chỗ này được có, cứ cho mỗi con tầm khoảng 3 ô đi nhờ. Thêm hàng rào nữa là 4 ô. 4 ít nhất là phải... 47 là 28 bạn ạ. Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ui, chỗ này có vẻ không đủ bạn ạ. Chắc là phải chặt bớt hai cây này. Xong rồi mình sẽ nối dài từ đây qua hết chỗ này luôn bạn ạ. Mà thôi kệ đi, cái này mình sẽ tính sau bạn nhá. Rồi thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mẹ bèo bạn nhá. Ban đầu mình đang tính là cải tiến này. Đây, cải tiến cái nhà dân làng cũ này thành một dãy nông trại luôn bạn ạ. Cái không phải nông trại nhầm, mà là một dãy cái nhà là cho thú cưỡi á. Nhưng bây giờ nâng cấp thì cũng hơi mệt, đi phải phá bỏ dây điện xong phá bỏ hàng rào lắp lại cũng hơi bị lằng nhằng các bạn ạ. Tốt nhất là xây bới đi nhỉ. Chúng ta xây bới luôn. Đầu tiên là chặt cái cây đây bạn ạ. À đây, tôi chặt cái cây luôn này. Cái cây này để ở đây mình thấy cũng không có tác dụng nhiều lắm, nhiều khi nó còn có nguy cơ cháy nổ bạn ạ. Đó, nhiều khi là dễ cháy lắm. Nó cháy lan vào cái cây này là hơi mệt đấy. Nó cháy lan vào cái cây này mà xong nó còn, nếu mà đen nữa, nó còn lan cái gỗ này ý, là đi luôn bạn ạ. Này, cái cây này nhá, chẳng may này, đấy lava bốc lên nó cháy đây này. Nó cháy xong bằng một cách thần kỳ đấy, nó có thể biết đâu nó dị lan ra đây để hạn lửa bay qua đây. Ôi, là cháy hết cả cái thang máy luôn thì nó hơi bị toa các bạn ạ. Thôi tốt nhất là an toàn trên hết bạn ơi. Lấy hết. Mà cái bớt đồ không cần thiết đi các bạn ạ. Mình coi xem nào. Một viên đạn. À hả? Ủa từ từ. Ở đây có viên đạn thì cái súng mình đâu rồi? Bắt được heo. Ở đây có viên đạn thế khẩu súng đâu nhỉ? Hey. Ủa có gì thế sai bạn ạ? Tại sao lại có viên đạn đây mà lại không có khẩu súng nhỉ? Hay là mình cất ở đâu ta? Trời, tôi cũng không nhớ là tôi cất ở bạn ạ. Thôi kệ đi. Rồi quay trở lại chủ đề chính, chúng ta đi chặt nốt bê cây này bạn ạ. Ồ, bằng một cách thần kỳ đấy mình cũng không tìm được cái khẩu súng. Chắc là mình cất ở cái dương bên kia bạn ơi. Khả năng cao mình cất cái dương bên bên khu làng mới này. Tôi đoán vậy, chắc là tiện tay cất quanh quanh đây bạn ơi. Cũng không nhớ lắm. Không có. Không có. Trời, có khi nào tôi lại lỡ tay tôi vứt đi rồi không ta? Oh my god. Trời ơi, hình như có khi thế thật bạn ạ. Có khi là mình đã lỡ tay mình vứt nó đi rồi bạn ơi. Rồi xong luôn. Rồi kiểm tra kỹ lại em nào. Rồi xong bạn ơi. Đúng chắc là có thể là tôi đã lỡ tay tôi vứt nó đi rồi bạn ạ. Mất cái súng bắn trứng rồi bì. Bây giờ thì để mà lôi được mấy con này qua bên kia là phải. Chắc mình phải dắt bộ đi à. Trời ơi,
Không nhớ công thức chế biến trứng là gì bạn ạ. Thôi kệ đi, có gì mình sẽ ngồi nghiên cứu mình chế sau bạn ạ. Ui, chặt hai cây xong hết sạch độ đói luôn ạ. Vãi chưởng thật các bạn ơi. Đây, đang tính là xây ở chỗ này này thành một cái khu mới. Ê, tạm thời được cái đuốc đi bạn ạ. Được cái đuốc rồi đó. Được cái đuốc đi, mình sẽ quy hoạch lại hết. Đây, đang tính là xây ở chỗ này. Bắt đầu từ đây nhỉ, bắt đầu từ cái chỗ này đi. Mình đang tính là như vậy. Trước tiên là mình phải làm một cái hàng rào, bạn lại làm cái hàng rào đá đó. Mình nghĩ là mình sẽ làm cái hàng rào đá, bạn mà muốn làm hàng rào đá như vậy chế cái này à? Ờ đúng, làm cái đá dày bạn ạ, không làm hàng rào gỗ đâu, dễ cháy lắm bạn ơi. Đây mình sẽ làm cái hàng rào đá này. Ủa 40 hàng rào đá hơi ít nhỉ, 40 cái à. Đây bắt đầu từ đây đi. Mình sẽ để như này, 1, 2, 3 đúng rồi. Ok đấy bạn ạ, cái này là ok đấy. Đây vẫn vẫn chưa cái đường đi vào bạn nhá. Cửa thì mình chắc vẫn phải làm cửa gỗ thôi, cửa vẫn phải làm cửa gỗ bận á, không có thay được cửa khác đâu. Ồ nhưng cũng đủ ấy, nhiều khi cũng đủ bận ạ. Hề cái chỗ này phải chừa cái đường đi vào nữa bạn ơi. Đây mình phải chừa ra tổng khoảng 2 ô. Ui vừa đủ luôn này, phải làm mái che nữa, bởi đây chưa có mái che bạn ơi. Nên các bạn phải đi lấy thêm đá bạn ạ. Không biết là đá mình cất cho một cái giường nào á, để check lại em nào. À đây, cổ được 6 viên, nhiều thế. Hàng rào không biết là có cất ở đâu. À đây, thêm mấy viên này, nhiều phết chứ. Cũng được, ok bạn ơi. Chế thêm một ít hàng rào đá nữa bạn ạ. Đó, có vẻ là ok này. À đấy, mình phải làm cái mái nữa. Mình sẽ để cho nó cao tầm khoảng là 3 ô đó. Bởi vì là này, anh là không biết ấy, thì 2 ô ấy, ví dụ như cái nhà này 2 ô ấy là cái con khủng long nó không có đi vào được các bạn ạ. Thêm bên cạnh còn tuyết rơi đó. Trời ơi, tuyết rơi luôn các bạn ạ. Đây, chắc là tôi sẽ trên này tôi sẽ chế thành một cái gì đấy nhỉ. Cái này không làm được. Ở này không làm được cái. Phải cần cái đá kia, cái đá thường kia bạn ạ. Đi đào thêm đá thôi. Chắc là tôi phải đi đào thêm đá bạn ạ. Đi đào thêm ít đá. Biết là còn dư đá không ta. Ủa toàn cục đá này ạ. Hôm trước mình lỡ chơi ngu mình đổi hết sang cái đá này bạn ơi. Bây giờ nó không còn dư cái khối đá đâu cả. Cất cái lá cây đi này. Ok, chắc là mình phải đi mai thêm đá bạn ơi. Đi mai thêm thôi. Đấy, cái mỏ mẹp béo này. Khá là lâu rồi tôi không đi xuống mỏ bạn ạ. Ui dồi, làm quá tôi chết tôi rồi. Mình không có vũ khí bạn ơi. Rồi xong tôi rồi, tôi không có vũ khí. Trên người không một tấc sắt. Sao giờ? Bình tĩnh nha. Cái này đam cũng to đấy. Mày đừng có đùa. Ok chưa? Không có kiếm, không có giáp thôi. Chứ cái khoan đồng hồ đó này đấm cũng hơi bị đau đấy bạn ạ. Nhớ, đừng có tưởng mày béo yếu. Không có yếu đâu. Dám khinh thường mày béo bạn ạ. Thế mình không cầm kiếm cái thứ lao vào ngay. Trời ơi. Phải cắm thêm ít đuốc bạn ơi. Cho sáng nữa. Lấy thêm ít đồ ăn bạn ơi. Ăn vài cái miếng khoai tây này, khoai tây nướng này. Mặc dù mình nhìn kiểu gì trông nó cũng giống cái súp khoai tây bạn ạ. Mà không hiểu tại sao lại ghi là khoai tây nướng nhở. Trông nhìn chả giống khoai tây nướng gì bạn ạ. Nhờ anh em cũng nhận không? Trông nó nhìn giống cái bát súp khoai tây á. Tôi thấy tôi nhìn kiểu gì nó cũng giống cái súp khoai tây bạn ạ. Thôi kệ đi. Minua bảo nó khoai tây nướng thì chịu ô, biết sao được. Cắm cái đuốc ở đây cho sáng này. Cắm đuốc ở đây cho sáng bận rồi. À, mời qua đây. Mày qua đây. Mày qua đây. Đừng tưởng mày yếu nha. Không có yếu đâu. Đào thêm đá bạn ơi. Vài stack đá vào. Để coi nào. Bây giờ mình sẽ chế thành cái này. Ok bạn khá là nhiều đấy. Ui, gần full hòm đồ này. Thế này là ok bạn ạ. Rồi bây giờ về nhà thôi. Mấy giờ đấy. Ui, gần gần tối này. Về còn đi ngủ nữa bạn ơi. Tuyết rơi thì kệ tuyết rơi vậy. Đi ngủ được bạn ạ. Tranh thủ chuẩn bị đi ngủ luôn. Đây mình sẽ làm cái mái ý. Cái mái ở đây. Đó. Ôi, chết chết chết. Phải cao hơn tí nữa chứ. Đây. Như này là hợp lý bạn nhá. Đó. Đấy, thế này là ok này. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ làm cái mái. Đó. Mái che nắng mưa cho mấy con thú cưỡi bạn ạ. Chắc mình phải chia ô, xem chia ô như nào. Chắc là 3 ô thôi, 4 ô nó hơi bị to quá bạn ạ. Đây, mình đóng cọc ở đây này. Đó, hợp lý. Hehe. Ui, không đủ à? Không, làm gì chứ không đủ. Ui, mình đâu ra đi. Lạy chúa. Ok, mình đi ngủ rồi đấy bạn ơi. Về. Ô,
Bên này tuyết rơi, bên này không tuyết rơi à? Hình như thế sao bạn ạ? Đúng rồi. Bên làng này tuyết rơi mà còn bên nông trại lại không có tuyết rơi bạn ơi. Ảo thật đấy. Xong rồi hình như còn bên làng mới lại mưa. Kiểu mỗi bên một thời tiết khác nhau bạn ạ. Tôi cũng không hiểu lắm bạn ơi. Chỉ cách nhau có vài ô đất thôi nhưng mà lại ba kiểu thời tiết khác nhau. Đây nhá. Bên này thì tuyết rơi này. Nhưng mà đi sang bên này thì nó lại là mưa. Anh nghe thấy ảo không? Xong rồi đi sang bên này thì nó lại trời nắng. Tuyết bị ảo cơ đây. Còn đi sang bên này ấy bị hết bừa rồi à? Ảo thế. Hết rồi. Ê nắng mà bạn ơi, ảo thật đấy. Ok vậy. Ảo ma Canada. Rồi, nắng càng tốt, đỡ khỏi bị trời tối bật ạ. Đỡ bị mù mắt. Rồi. Hợp lý. Ok, đứng lên trên này luôn bạn ơi. Đấy, đặt luôn. Rồi. Uầy, trông được của nó phết nhở. Có khi nào mấy con dã nhân nó buổi đêm nó spam trên nóc nhà không ta? Nhở. Cần cắm đuốc trên này không nhở? Chắc mình nghĩ là không đâu bạn ơi. Thôi mà cái tính sau đi. Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Hết hồn nữa ạ. Ôi dồi ôi. Anh gian thương. Tiếp thật. Anh ơi, bán ra kim cương anh ơi. Có bán ra kim cương không? Lát sắt là không mua đâu. Trời ơi, đây một cái ủi đắt thế. 33 sao à? Đắt thôi mua tạm vậy, mua tạm mặc tạm vậy bạn ơi, tí về lắp phụ ma sau. Bye bye anh nhá, vô khác chơi anh ơi. Ui, rơi thẳng xuống kia luôn kìa. Thôi chạy làm gì anh ơi. Anh bán tận 33 sao mà không có phụ ma bạn ạ. Mình cứ nghĩ là 33 sao là phải có một dòng phụ ma nào đấy cơ. Nhưng mà không có bạn ơi, trời ơi, không sao. Chắc là mình sẽ tự phụ ba bạn ạ, tự cái gọi là, bây giờ gọi là khảm nhở, bây giờ gọi là khảm đá run. Bây giờ không gọi là phụ ma nữa mà gọi là khảm đá run bạn ơi. Đây 3 ô nè, 3 ô là hợp lý rồi đấy. Ví dụ đi 1 2 3. Đến đây chắn là vừa này, đây là bột chuồng này đúng không, xong cái cổng ở giữa. Cũng hợp lý đấy, xong làm cái cổng ở giữa là ok bạn ạ. Từ làm thêm cái hàng rào đã. Chúng ta phải làm thêm cái hàng rào 50 đi. 50, ủa ôi, không 33 lần 20 tôi nhầm chứ. 20 nhân lên 80 gì nữa. Quên mất cái này là nhân lên hệ số. Đúng, đào ở giữa này. Hợp lý bạn ơi. Chuẩn đấy. Đây. Ok bạn ơi. Được đấy. Đây này. Ôi nhưng mà nếu thế thì chúng ta chỉ được có 1, 2, 3. Nếu thế thì được có vài chuồng thôi bạn ạ. À. Có khi có một vài con sẽ phải có con nhỏ nhỏ như kiểu con khỉ. Với cả con cua chắc là phải ở chung chuồng bạn ơi nhỉ. Tình hình chỗ này chỉ xây được có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chắc là tầm khoảng được có 6 chuồng đó bạn ơi. Không được tối ưu lắm bạn ạ. À. Đúng này. Được đúng 6 chuồng bạn ơi. Có bị lẻ ra này. Này bị lẻ ra vài ô này. Bây giờ mở rộng sắt đây thì không được, không có đi được bạn ạ. Hơi buồn. Nếu mà mở rộng sắt ra đây thì xem nào. Chắc là mình sẽ cho con khỉ và con cua cùng một chuồng bạn ạ, bởi vì hang này khá là nhỏ bạn ạ. Chắc là như vậy. Sau này mình sẽ nâng cấp lên 2 tầng chúng ta. Bây giờ mà chuồng thú 2 tầng mới vẻ hơi căng bạn nhỉ. Đoạn này khéo tôi phải làm một cái đường đi xuống riêng nhỉ. Là một cái tầng hầm đi xuống riêng chỗ này, nếu không thì mở rộng thêm là 2 ô thì sẽ thêm được một cái chuồng nữa mà thôi kệ đi, tôi nghĩ là tôi không cần thiết đâu. 6 ô cũng được rồi, có gì là cho một vài con ở chung với nhau cũng được các bạn ạ, tiết kiệm diện tích đất chật người đông đấy. Ok rồi, thế này là cũng được rồi bạn ơi. Đó, ok bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái này lại một chút đấy. Ok này đó. Thế, cái cửa mình nghĩ vẫn phải làm cửa gỗ bạn ơi, bởi vì không có cửa đá bạn ạ. Không có cửa đá nào đâu bạn ơi, vẫn phải làm cửa gỗ thôi. Đó, nhìn cũng rất gì vào này nọ bạn ơi. Được. Để cắm đuốc không nào. Không biết là cái này có cắm được đuốc không nào. Không bạn á, không cắm được. Chắc là tôi sẽ cắm nó ở bên nào ta. Bờ cắm này đi. Đó. Bấm một cái chuột cắm một cái đuốc ở đây bạn ạ. Hợp lý. Đó, tôi sẽ cắm cái đuốc ở đây bạn nhá. Là ổn rồi. Cái này là ok rồi bạn ơi. Mình có thể làm một cái đèn trần ở trên này cũng được. Mà thôi bạn ạ. Cái này là cũng ok rồi này. Đó, trông cũng hợp lý rồi.
Đuốc ở đây được không cắm được bạn ạ, trên này không cắm được đâu. Thế này là cũng ok bạn ơi. Nếu mà để đẹp hơn á thì chúng ta có thể làm như này. Chúng ta có thể đào cái ở giữa để đi thay bằng một cái như này. Đó, mình có thể cắm được ở đây. Ồ, hợp lý nhở. Uầy, thật là thông minh bạn ạ. Chuẩn đét luôn, ngầu lòi. Đấy, bạn ơi, hợp lý không? Nhìn cũng được ấy chứ. Rất gì và nền nọ bạn ạ. Ok. Mình phải cắm cái đuốc ở đây nữa là đẹp, nó sáng cả trong cả ngoài bạn ơi. Đó. Ok bạn ơi, nhìn hợp lý đấy. Rồi. Bây giờ quan trọng là chi tiết, trời tối à? Tối nhanh thế nhỉ? Alo, có 12 giờ chưa mà, tối đâu? Cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm một cái cửa bận á. Một cái cổng đi và bận ạ. Vì đang phân vân là nên làm cái giếng trời gỗ hay làm cái cổng bình thường. Cổng bằng hàng rào cũng được bận. Dây thừng ở dây thừng chế bằng cái gì nhỉ? Lá cây đúng không? Lá cây nên mình cất đâu nhỉ? Mình cất cái giường nào ta? Hình như cái một trong hai giường này này. Nên lá cây ăn quả khá là nhiều này. Đó. Lá bước cây này. Đó, ok bạn ơi. Làm cái dây thừng. Ui, nhiều dây thừng thế. 30 là 60 rồi. Đây, 60 dây thừng bạn ơi. Làm đúng 6 cái cổng rồi. Ui, chuẩn luôn bạn ạ. À không, người ta mình thiếu gỗ đấy chứ. Mình bị thiếu gỗ thôi. Mình đâu có thiếu thiếu cái que, thiếu gì, thiếu que gỗ chứ nhầm. Chứ đâu có thiếu dây thừng đâu. Thừa đống này. Kết bớt đồ ấy bạn ạ. Kết bớt cái này đi này. Ok. Cái cổng đâu ta? À, nãy phun đồ nó rơi ra ngoài bạn ạ. Ok. Ăn nhà đã. Làm miếng khoai tây nướng. Mặc dù cho nó không giống lắm bạn ạ. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ đặt cái cổng ở đây. À, mới nhìn cũng được bạn ạ. Trông cũng ok. Đấy, cũng được bạn ơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cái còi đâu ta? Đây, mình sẽ gọi khỉ bạn ơi. Ở khỉ trên bạn ơi. Khỉ qua đây. Ôi dồi ôi. Hello anh. Ôi dồi, bình tĩnh ơi. Em không có kiếm nhá. Thì em bảo kiếm ạ. Em cho anh đi luôn rồi. Đó. Nhảy lên đánh chí mạng luôn bạn ơi. Tuyệt. Khỉ đâu? Qua đây. Khỉ đâu rồi? Khỉ đâu rồi? Mình vừa thổi còi mà ta. Ủa? Lúc này mình thấy con khỉ đấy mà ta đúng không nhở? Ủa thế quái, nó con khỉ để biến mất rồi bạn ơi. Ok kìa. À đây. Trời ơi, ảo thuật vậy ba. Hết hồn luôn á. Này, vào chùa từ từ. Cho khi với cả cua cùng một trường này đi. Trường cuối cùng đi. Vào đây bạn ơi, vào đây. Thì chưa ở đây. Trời ơi, cửa đây nè. Đúng rồi, mình đi vào đi, đi vào đi. Đi vào đi. Ý, ok, đẩy vào trong bạn ơi. Chiu, chiu. Rồi. Ngồi. Ok, qua mặt đây được không? Ê, có thể qua mặt ra đây được không nhà bạn ơi? Bạn gì ơi? Nó không thèm qua mặt ra đây bạn ạ. Nó ảo nhỉ? Ê. Ok, ơi, chạy ra ngoài này. Trời ơi. Để mình dụ vào đây bạn ạ. Là sao cho nó qua mặt ra ngoài nhỉ? Mình muốn nó qua mặt ra ngoài cho nó đẹp bạn ạ. Mình đang đợi tí để tôi nghiên cứu xem là cho nó qua mặt ra ngoài kiểu gì. Chắc là mình phải dình lúc nó vừa mới đi ra mình bấm còi bạn ơi. Nhờ. Ngồi nè. Ngồi. Ok bạn ơi, hợp lý ở đấy, trông có vẻ ổn ở đấy. Nhìn cũng được. Rồi nó ngồi rồi, ok ngồi đi. Ok bạn ơi, rồi nó ngồi rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa con cua về này. Đó, bây giờ đưa con cua qua đây. Con cua đâu ta? Con cua đi ngang các bạn ạ. Đi hơi bị khó khăn, di chuyển nó hơi khó khăn. Trời ơi, mình mà có súng bắn trứng rồi mình giải quyết xong cái đống rồi bạn ạ. Trời đất ơi. Mà mình cũng không chắc đâu bạn ơi. Không chắc là có súng bắn trứng nó có bắn được mấy con này không nhỉ? Tôi không rõ lắm bạn ạ. Thôi có gì mình sẽ chế sau bận á. Chế cái súng bắn trứng thì mình nghĩ cũng không quá khó đâu. Quan trọng là cái công thức thì lần trước mình cũng mở rồi bạn ơi. A few minutes Ok bạn ơi, sau một hồi vất vả thì tôi đã đưa được tất cả những con thú hiện tại trong làng mẹp béo vào trong cái chuồng thú cưỡi các bạn ạ. À. Đó, thật ra mình có thể triệu hồi thêm panda này. Xong rồi sau này có thể là tuy thuần phục thêm là con gì nhỉ? Cái con chó sói này đó, có con nào nữa ta? Thì à đấy, hình như còn con báo này, con báo hung dữ thôi. Chắc là cho nó bên này thôi bạn ạ. À. Chứ bây giờ mà đưa nó sang bên kia cũng hơi bị khó bạn ơi.
Thôi anh ơi, mới mở cái cửa ra thôi mà hung dữ thế chứ. Đấy thì ok, anh em thấy quả quả chuồng thú mèo béo trông được không, trông nhìn cũng rất gì này nọ chứ bạn ơi. Nếu mà sau này chắc là có panda mình đang tính là để đâu nhỉ? Nhỉ, bây giờ mà có panda cũng không biết để chỗ nào bạn ạ. Cái chẳng lẽ làm quả hầm nhỉ? Ui, hay là mình thiết kế quả hầm để tầng dưới nhỉ, hay một hang ở dưới nữa. Ui, nghe thế có vẻ hơi bị ảo ma Canada không ta. Hầm để xem có hầm trùng thú à? Nói chung là nghiên cứu so bận ạ. Hiện tại chỗ này đang bị hết diện tích này, có thể mình phải chỉnh sửa lại cái phần này một chút. Nếu mà chỗ này chỉnh thì có thể thêm được một đập cây đi này, thì thêm được một cái chuồng nữa này. Thêm một chuồng nữa bạn ạ, chắc là sẽ để thêm một con panda nữa, còn con chó sói thì mình đã không biết để đâu nhỉ. Chỗ này có cái cửa bận ạ, nếu mà đúng chứ, có cửa mất rồi. Anh em nào có ý kiến gì muốn mèo béo nâng cấp như nào nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.